chào các bác nhá. Hôm nay anh em liên hoan hậu Valentine 14 tháng 2 anh em đang nướng thịt. Đấy, món này là chỉ có duy nhất đây mới có rồi các bác nhìn đâu. Cục thịt, bốn cái cục kia là bốn cục thịt. Nướng cả cục. Đấy, anh em nướng thì phong cách giống kiểu Lân Sơn Bạc nhưng mà Lân Sơn Bạc thì còn kém xa. Đấy. Sơn Bạc gọi bằng cụ. Thơm rức luôn. Bật mí với anh em là hai con vịt, một con ngan và một con gà nhá. Đấy, bốn cái cục kia. Đấy, vịt, ngan, vịt, gà. Đấy, đại loại thế. Bây giờ bọc thì tôi không nhớ rõ nhưng mà nó là hai con vịt, một con ngan và một con gà. Liên hoan hậu 14 tháng 2. Đấy. Với đầu bếp nhạc sĩ ca sĩ Đặng Văn Trung đến từ Đầu Khê, anh ta là đầu bếp chính của món này. Tôi thì lên đây tôi quay thôi, tôi thì tí nữa thì gọi là lên đây gọi là gì le ve sơ múi thôi chứ còn không nhúng tay vào vụ này. Rất thơm luôn. Đấy, trông nó không được đẹp mắt, tí nữa bày ra thì nó mới đẹp các bác nhá. Đấy, các bác chờ xem hết video để tí nữa xem tôi khui mấy cái con này ra rồi xé rồi các bác nhìn nhá, đảm bảo các bác chảy nước miếng. Tối nay về đi tâm đấy nhá, để xem gà ngon nhá. Gà ấy được. Đây anh. Gà tây nhưng mà nuôi lâu được. Đây là thành quả nhá, đấy, chín rồi, ngon. Trời. Đây một con bên này đây. Vàng ươm. Làm rồi. Lồng cái lá vào. Này, ngon. Cắt chanh để gọn vào nhá, không mai nó có đâu. Cho tí vào đây anh. Cho rồi. Cái lá sạch cái để ngoài lá bẩn cái thằng khuynh này to lên nếu mà cái ly này này lá này sạch hơn này ở đây thì các tí chai ra ở đấy mới là ngon này. Ui con gà ngon nhỉ, mẹ ăn cái này xem ngon kéo mình chứ cái đây là điều ơi con tay giống co lại được chứ đây à cái đi cảm ơn nhá. Mẹ này mà chung mà nếu chín thì chín đầu mày còn chín hết còn đây đem lên ăn nếu chín. Đem về đây, chơi cái đấy. Mẹ hoa quay này cái đầu đi. Ui ngon, con kia ngon chưa? Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đây, mời anh em nhá. Hai cái mà. Mà dưới kia cắt. Không. Cắt ra ra. Đây. Có cái bổ lắm, đừng bổ lắm. Cắt ra. Không, lúc đầu thì muốn cơ nhờ. Uống như kiểu hoàng thượng. Ui sao cắt bé đấy. Cái này không mai. Có rượu mà cắt này. Cái đồ ra mấy cái lá trong. Giá tải của mày đâu mày đốt mày ăn. Đốt to quá. Giấy to quá anh ạ, cả bó củi người ta vứt vào. Vứt rồi. Cái củi ấy rồi. Bên Đông Bay mua rồi. Mua thêm mai thì đấy lấy củi đi. Củi của nhà họ đấy. Cái đấy rồi. Kể mẹ. Cái gì đây?
xoay vòng đi. Không nhưng mà đưa đây, đưa đây. Lũ, lũ